Đợi con 45. Rồi. 40. 40 kìa, 40, 40 kìa. Con bây giờ hàng 4. 75. 75. Chưa chuẩn. Năm mươi sáu. Còn bé đâu lợi có 87 nữa thôi. Còn bé đợi nhiều lắm. Số trên. Không có. Số 1. Số 4 chưa? 24 mà. Có. 24 kìa. Em có. Có rồi, tiếp next. 76. 76. 76 ông. Ấy có kìa, hàng cuối cùng luôn. Giờ hàng 7. Yeah. Con coi con cũng giờ hàng 7. Rồi. Chị có 58. Mọi người ơi, 58. 58. Giờ hàng 5. Có, con có luôn. Có 58 luôn. Ôi dạ. Dạ. Còn có một con 16, 43. Ủa nãy có 16. 49. 43. 49. 49 là thơm. Có luôn. 49. Có chứ còn có 46. 45 đồng trời. 43. 34. 36. 34. 17. 17. 17. Số 17. Không có 17. Có, con có. Em có luôn này. Dường như có đang đợi con nào không? 36. Đủ có đợi con nào không? 36. Hả? Số 20. Số 20. Số 20. 20 kìa. Giờ hàng 2. Kéo từ trên xuống. Rồi rồi, next. Ủa mà ăn nhiêu vậy? Kém 10 ngàn. Rồi, thằng Ben. Thằng Ben đã hại chị Bon rồi. Cái gì? 99. 99. 66 rồi, mày không phải đâu. 66. Mày chứ 99 đâu. Số 6 bon bỏ qua dán thôi. 66. Con chụp nó tiêu rồi. Giờ đã con được mấy con cũng quên bà nó rồi. Giờ còn có hàng thôi con ạ. Đây là khuôn mặt nhỏ nhất năm. Nãy nó bị sút nó tiêu rồi. Ba. Số mấy đó, số mấy sao bỏ vô? Số mấy? 71. Phải đọc lên chỗ 71. Rồi. Số 90. 90 kìa, bạn có 90 kìa. Rồi, tiếp. Cái sòng gì mà thôi con ơi, mình qua cái sòng khác, cái sòng gì mà 47. 47. 47. Có luôn. Không có. Thôi nãy có số 84 chưa? Cái này con si đây, con đang đang cắm mặt đây. Đây con si đây. Nãy có số 84 đúng không? Hả? Thì ra không phải là nhỏ nhất mà may mắn nhất. Bon. Mới phải đổi con rồi. Bon win. Con chỉ còn thiếu một con 36 là con win rồi. Thằng Ben nó đợi mấy con luôn nè. Đổi vô. Con phải giờ hàng, con thấy hàng 3 đúng không? Con số 3 đúng không? Con phải vô con giờ hàng 3. Cho mẹ sói rồi. Thôi, giờ sói nhiều người lắm. Cho mẹ sói. Cho mẹ sói. Mà ít lộn cho được, đổi lúc nào khác. Ô mày đang may mắn mày nè, mày đổi là mày xuống luôn á Bon. Không chơi. Bây giờ đặt ra cái gì là dễ chơi nhất nè, ai có tài sản gì đặt ra không? Mỗi người phát được một trái mận đi, ai thắng ăn hết.
Năm đại đàn này nó không hiểu số. Trời ơi, con mặt không hiểu. Quá nhỏ. Đâu mà mày ăn luôn. Đụng chơi đụng. Rồi. Rồi. Đã, những cái hàng mà không hiểu tiếng Anh đã ra đi đầu tiên.